Với phương châm dân biết, dân bàn, dân góp vốn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân hưởng thụ. Nhờ có tiêu chí thực hiện rõ ràng, lộ trình thực hiện từng công việc cụ thể phù hợp, những năm gần đây, thôn Gạo Bắc đã thực sự thay ra đổi thịt, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Qua đó góp phần vào hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi. Trước đây, ngã ba này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông do đường nhỏ, góc cua khuất, nhưng hai năm gần đây đã được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Để có được cả một tuyến đường đẹp như hôm nay là nhờ vào sự đồng thuận cao của nhân dân, nhất là việc tự nguyện hiến đất làm đường của các gia đình ở thôn Gạo Bắc. Trong đó có gia đình ông Nguyễn Văn Bún, ông Nguyễn Văn Bản. Dù đời sống của gia đình không khá giả, nhưng khi có chủ trương, ông Bún, ông Bản đã tiên phong đi đầu, ủng hộ địa phương. Trước kia bản thân nó là chỉ có 5 mét thôi. Cái điểm này nó là cái nút thắt thì là thôi thì gia đình là tự nguyện cho địa phương coi mở thêm ra vào 3 mét nữa. Thì coi là hiện nay bây giờ nó được khoảng 8 mét mặt đường là nó rất đẹp. Đến bây giờ nó là quang đãng lắm. Còn chúng tôi cũng rất phấn khởi. Để nông thôn sạch đẹp là gia đình tôi tự nguyện hiến cái diện tích đất đây. Cụ thể cái chiều dài này nó dài tầm khoảng 20 mét và chiều ngang ra mặt đường khoảng 3 mét. Tổng diện tích nó tầm khoảng 60 mét vuông. Nếu thời giá như bây giờ ấy, thì tính ra tiền thì cũng phải 100-200 triệu, nhưng mà vì tương lai con ra, vì quê hương sạch đẹp, tôi rất ủng hộ vấn đề làm nông thôn mới, từ những nhà văn hóa này, bể bơi hoặc sân bóng đá cho các cháu, sân chơi các cháu, gia đình chúng tôi rất ủng hộ ngay, đều tiên phong hết. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, cán bộ và nhân dân thôn Gạo Bắc đã tổ chức họp dân để bàn bạc thống nhất phương án xây dựng, kiến thiết. Đây là thôn đầu tiên của xã Hồ Tùng Mậu đã tiên phong đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thôn đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa trong nhân dân, sự ủng hộ của người con xa quê để chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Ngoài ra, cán bộ và nhân dân thôn Gạo Bắc cũng đã vận động đóng góp xây dựng mới nhà văn hóa và các công trình phụ trợ như sân chơi, ao bơi cho trẻ nhỏ với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Chúng tôi đã đáp cả những máy bay đi vào tận thành phố Hồ Chí Minh, đi Lâm Đồng rồi đi Vũng Tàu, quyên góp bà con về để xây dựng quê hương. Cũng có người ta ủng hộ 500-700 triệu chứ không phải ít. Thực hiện được cái việc đó thì đường thì hiện nay đã khang trang sạch đẹp. Thế thì nhân dân rất là đồng tình và ủng hộ. Cùng với xây dựng cơ bản, các tổ chức đoàn thể trong thôn đã tích cực tuyên truyền vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thay đổi cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Để được cái khuôn viên của thôn Gạo Bắc khang trang và sạch rộng rãi, sạch đẹp như ngày hôm nay. Điều đó là được sự ủng hộ rất cao của bà con nhân dân trong thôn. Thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để người dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.